Tôi xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sofa Kiều Family USA. Bum 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 bum. Thì hôm nay là Kiều đi đến chỗ nhà hàng Kim Sơn để mà tham dự một cái bữa tiệc gọi là gây quỹ từ thiện cho chùa. Thì bãi đổ xe hôm nay rất là đông luôn các bạn, trong cái chỗ khu vực mà Kim Sơn ở đường Bêu Lê rất là đông luôn. Kiều tìm cái bãi đổ xe không mà mất 22 phút mới tìm được bãi đổ xe, chạy vòng. Trời, thế thì đắm đuối luôn, rất là đông người luôn các bạn. Rồi bây giờ là Kiều sẽ đi vào bên trong cho các bạn xem ha. Ở sau đó các bạn thấy không? Bãi đổ xe rất là đông luôn và hôm nay trời bắt đầu xe xe lạnh rồi. Bữa giờ không có lạnh thì bữa nay nó hơi xe xe lạnh mạnh. Thank you. Thôi Kiều tới nơi rồi nè. Rồi muốn sụ đầu luôn á. Tìm bãi đổ xe mới sụ đầu đây, tới nhà hàng Kim Sơn rồi. Vậy thôi mà những bữa tiệc như thế này á là mình sẽ phải đi sớm thì mới có bãi đổ xe tốt cho mình. Còn Kiều là do Kiều đi làm. Con đi làm giờ thay đồ thay đạc cho nên là trễ. Bên này là cũng có trang trí Halloween nữa các bạn. Bên này là chỗ tiệc khác. Còn bên trong đây là tiệc chùa Liên. Chùa tiệc của chùa nè. Chùa Diệu Pháp. Đúng rồi. Trong này nhà bàn số 55. Ở đây hả các bạn? Có quầy này. Cũng vừa ngoài tam bảo nè. Ở đây cũng có kem nữa. Thì ở trong này các bạn, bàn của Kiều là bàn số 55. Hôm nay là chắc 1.000+ khách đó các bạn. Rồi, rất là đông luôn á. Bây giờ Kiều sẽ tìm cái bàn 55 của Kiều nha. 65. 55. Rồi, thấy bạn của Kiều rồi. Đông quá. Nhưng mà đang rất là đông nha các bạn. Hello. Đã giao tiền rồi nè các bạn. Rất là đông nha, 1.000+ khách của các bạn nha. Tức là muốn kính cái tấm lòng của tất cả những người con Phật đã ủng hộ cho tất cả những người của họ nói chung và như chùa mỗi niềm ôn rằng là ôn và chùa Việt Nam và tu viện Thiên Kim phát tâm cũng như 2.000 đầu tiên quý vị và tu viện Phước Đức ở Biên Con cũng xin phát tâm cũng như tất nhiên đầu tiên cho chùa Điện Pháp 2.000 hương và chúng con nhận được một cái ngôi chùa ở một chi nhà rất là xa mà sư cô ở đó thì cũng là cái chùa nhỏ thôi, nhưng mà nghe chùa Nhỏ Pháp kêu quỷ thì sư cô có gửi 500 đồng để tất duy cái ngôi chùa mới chùa Nhỏ Pháp và sư cô với tất cả đại chúng. Vé số của chùa là các bạn 10 đồng một tờ, mua để sổ số nè. Đây là vé số của chùa, mua đâu mình chùa có chung số nha các bạn, một tờ lắm. Cái chị mà mặc áo trắng là chị chủ của Kiều đó. Công ty One Media tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta xin quý vị cho dàn thành bộ âm lịch là có tay lớn nha. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta xin nghe giới thiệu cùng với quý vị các chị trong ban hợp ca hồn Việt sẽ mở đầu một bài hát Phật giáo rất là hay của nhạc sĩ. Cái này là đồ bắt chân. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phật đang trong ta. Từ khi biết như thầm niệm phần phần nam thân ta miền con đi nó không vừa đi phần nam thân ta bàn tay nắm với muôn bàn tay phần nam thân ta từ bây giờ là cái món này là cái bánh bao chay các bạn, ở trong nó có người trẻ là cũng để thêm một xíu cái đồ chua nữa là ngay đầu luôn bây giờ chồng đã muốn mời quý vị thưởng thức một cái dòng hát mà quý vị đã yêu thích từ lâu rồi trên nhiều mức lớn như là chúng ta thấy một dòng hát mà từ lâu cả nhà đây là cô Thanh Thủy, lúc trước là Kiều có nhiều chung với cô Phương Hân.
rồi, lâu lắm rồi. Hôm nay kêu đi bán vé số dùm cho chùa nè. Đó, tình cờ gặp con. Không nói. Không nói. Phải nói là có duyên lành Lưu Thanh Thủy gặp lại em gái này. Đó, hôm nay là Lưu Thanh Thủy hát để nghe duyên cho chùa Diệu Pháp hả? Dạ, à, rất là đông. Buổi trình diễn của Lưu Thanh Thủy rất là có ý nghĩa, nhất là có em gái dễ thương đây. Dạ, em có thấy năm nay chị có trẻ không? Đúng rồi, mình phải đổi màu sắc. Đó, như con chèo đó có bác sĩ. Đúng rồi, nó không nhớ con được quá. Đúng rồi, đó, trẻ mà, nó có một thành phố này là. Đúng rồi. Lúc đó là đang chạy cô, nhưng mà cô đang rất là bận rộn. Chạy cô dữ lắm, bữa nay cũng chạy xô. Nhưng mà cô nói là tuy đó cũng bị bệnh, nhưng mà chạy xô như vậy là đam mê và tinh thần. Cho nên là cô rất là thích con dòng nhớ. Nhớ nhớ, nhớ. Chạy xô riêng không thấy đối quá vậy. Thấy thấy vui vô cùng. Đó. Mình cống hiến được cho nghề. Đúng rồi. Mình đem tiếng hát và cho mọi người. Cho đời, cho chùa. Là cái bạn này là bạn nghệ sĩ nha các bạn, là các nghệ sĩ lên hát á, em mà rất quá nên cũng không có thể nào mà phỏng vấn từng người cho các bạn xem được, nên là kiểu quý vị xem cho mình với con đó các bạn. Đây, chưa nãy giờ chưa giới thiệu với mọi người, đây là cô hoa hậu. Đến chùa Diệu Pháp cách đây cận 8 năm rồi. Thật là lâu lần chứ. Cô rất là nhiều nhưng mà chưa có thời gian quay. Tôi nghĩ một cái thứ là mà nhìn rất thấy một tên từ trời đất nước. Gió làm vẹt xuống từ bốn bên phường kỷ. Rồi chúng con từ từ bước vào thì chỉ mang vô là cái sư phẩm duyên là phải Dạ vâng, anh Lý đây là 500 điểm kim. Và chạy rồi đó các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất là mạnh. Ở đây đây tổng cộng là 1.000 người vào, 100 người vào là 1.100 thầy chương trình thư viện này rất là đông. Đó là 2.000 điểm kim liền bên đây là hai trăm điểm. Chúng tôi nhận về sự ủng hộ quý gia điểm kim. Đây, chờ sếp. Nãy giờ anh tôi quay còn một trăm điểm kim. Trời ơi. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của chương trình năm nay là 1.000 mỹ kim quý vị. Chỉ thương đau dọc cò mà đắm tình quê hương. Thì của gia đình bác Nguyễn Văn Bé cũng như thì em đi Nguyễn Phường để một lời duyên cho các con về Nguyễn Thị Cai Thủy này và đã phát công cho nguyên một khu sườn sắt để xây dựng một ngôi chùa Diệu Pháp. Con thật là xúc động và vô cùng biết ơn thành công chính quyền người phương chư Phật gia hộ cho gia đình bác Nguyễn Văn Bé được vô đường an toàn, vô đường các phường thành cầu tất cả các thành lần anh nhờ Phật. Đây chúng con chào cúng dường 300.000 đô nha các bạn, là tương đương là còn 7 tỷ Việt Nam đồng. Bây giờ mọi người đi về rồi các bạn ơi. Vui không à? Ôi Kiều nổi da gà luôn nè, Kiều nổi da gà luôn nè. Cũng còn 7 tỷ luôn các bạn. Biết đó là một cái giá trị rất là lớn và thực sự nó là một cái nguồn động viên tinh thần rất lớn cho quý sư cô tại chùa Diệu Pháp và cho quý sư cô thêm vững niềm tin, thêm sức mạnh để tiếp tục đi trên cái con đường xây dựng chùa Diệu Pháp trong thời gian sắp tới. Bây giờ mọi người đấy về là các bạn nha. Bây giờ 300.000 tương đương còn 7 tỷ Việt Nam đồng. Nói với nghe luôn đó, tôi nói nghe luôn. Khi nhận được khoản ủng hộ từ tất cả quý vị cho số tiền cho chùa Diệu Pháp rất là thành công. Là 104.000 mỹ kim quý vị ơi. Cho anh cô hỏi này xíu nha. Hôm nay cũng trường mà
là 104.000 này là không tính gì tới cái 9.000 square feet cái sườn sắt mà của chú bé hồi nãy hai cái đi không sư cô. À bây giờ là tới ca sĩ là Mai Thiên Phong. Người đi làm thì ngày sớm đi làm. Đây là có hát rồi, bây giờ hát thêm một bài nữa. Nên là bởi bây giờ là đã khoảng gần 10 giờ kém rồi, cho nên là mọi người đã đi về để chuẩn bị ngày mai thứ hai đi làm. Nên là đã chốt xong là tức là xong khi đó hôm nay là mọi người rất là thành công luôn, bởi vì được cảm thấy là nhiều cái phần đóng góp để thấy thì cũng cũng phải là một cái chương trình và quy tụ một đã hơn 1.000 người và được hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.